Anh nghỉ kiểu gì ra mực vậy? Nhưng mà cũng ví dụ mình làm cái nhỉ, mình làm sườn xào chua ngọt đấy là mình không được cho tỏi vào đâu, Tất nhiên rồi. mình không được uống tỏi, bao giờ cuốn xong rồi mới chế biến thêm tỏi. Thì em tưởng cái đấy ai cũng biết mà anh. Tụi này cắt tóc mất tên. Cười mày. Ủa nhưng mà sao hôm bữa anh vừa đi làm xăm mà hôm nay anh lại cắt tóc vậy anh Sắc? Ok mọi người. Không anh ơi, em hay video. Anh xong đây là video của em ạ. Cái nó thừa đầy đấy, lo Lấy 48 cái, làm gì chục cái? chục cái. Mình có 8 cái nhưng mà anh dùng tầm ấy, dùng tuần đấy. Ok nha mọi người. Nó xa. Em sợ thiếu video thôi. Đây em mọi người. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người ơi. Làm gì vậy? Ok nha mọi người. Đây được mỗi hôm qua anh làm mất sao của em đúng không? Chấm làm mất sao của em, Anh có thua trận nào thua một trận không, gỡ một trận. Hỏi anh Đức ấy, anh Đức đánh không? Anh thấy của mình 7 à? 72. quá kém. Chứ không có con bạn được 72 xanh như thế. Lại xanh Đâu nó xem lại lịch sử 72 nhưng mà là thắng, thì còn trận thua là bao nhiêu? Là 22. Ngon anh cũng không bị ơn bạn. Và xong thợ cắt tóc cho Tuấn Anh lạ vậy, tự nhiên nó lại vuốt xong rồi bây giờ nó mới nhuộm cho Tuấn Anh. Ảo. Trông Tuấn Anh như kiểu mấy ông Ả Rập ấy, nó Cười. bị bệnh tâm thần Gửi Tuấn Anh, anh gửi Tuấn Anh xem. Tuấn Anh nó buồn đấy. Ok nha mọi người. Anh lại chơi game. Ủa cái gì vậy? Ok nha mọi người ơi. Mình nôn đến Tết quá. Yo. Ok nha mọi người. Yo. Ô chết. Quên chat na nha mọi người. Mình vẫn chơi được khi quay tô màu nha. Yo, chơi Nata nha mọi người. Quên mất không nạp để mua con Nata kia.
No. Anh cầm ID đi, em cầm lại Vera cho xem. Khắc chế y á? Con đấy mà khắc chế y. Thế thì con nào con... À, em... Con Vera là cái choáng của nó là choáng chuẩn, còn thế nên là em mới chơi con đấy, chứ bình thường như con Kixi hoặc là con Nata choáng chúng nó còn né được, cái team của con Vera né bằng trời. Kinh có con Trillin đít này. Ô bọn em phá game à? Kinh, Alice ra nhiều skin thật. Nó chỉ là không giải được trong ulti của con Omen này, ulti của con Alistar, Arum Arum nữa. là không ấy được, chúng nó chói và có nghĩa là chúng nó xích hoặc là Cái chói đi đấy của và nó không không giải không được. chế cứng rồi, không ấy được. Là mình đi luôn được anh, là không không bị choáng nữa. Ngồi một tí thôi ạ. Hình như là sau giải có giáp nữa hay sao ấy. Hay có Chỉ cái có gì giải của con giáp búp máu hay là dạ hai cái gì máu, nhở, giải bút máu có cái gì sao rồi có giáp cơ. không có giáp. Kinh nhà top Kixi à, ok nha mọi người, mình chuẩn bị rồi, sao 7 giờ kìa mình chơi hội à. Kixi Tiki con này cày top hay sao ấy. Kixi 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 ok mọi người. Yo. Cái quán quân này đẹp ấy, bộ quán quân của con Kixi nó có cả hiệu ứng luôn mà. Ôi cái bướm này to vãi luôn. Anh ơi chơi hộ em với. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho những bức tranh về những nguyên tử hóa học nha mọi người. Và mọi người có thể xem qua bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo hoặc nghĩ gì đấy nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này, nên là mọi người hãy theo dõi mình luôn nhé. Mình sẽ bắt đầu nha. Từ từ anh chơi nó đi, em tô đã. Bây giờ em bảo đưa cho em thì anh đưa. Đây nha mọi người, mình sẽ tô hết mấy cái món này vào đây nha. Chết mẹ rồi. Ok nha mọi người ơi. Mày chỉ muốn đeo chửi. Lâu như vậy. Con Toro đói ăn rồng rồi mày. Anh
Một mình nó định ăn giống với anh. Con Toro bên em nó ngáo lắm. Thì giờ ấy đéo ai ganh à. Ok nha mọi người, Kixi này tốt mà chơi như kẹt vậy. Có giải được anh. Lồn gì vậy? Tìm ngu vai. Tìm như quần. Ok nha mọi người, mình rất là bức xúc nha. Tìm mình không biết chơi mọi người ạ. À. Phải cực. Bên kia có Nakrograd, Toro với cả là theo kênh thì có phải lên sách Toro, Ken, theo Anat, Nakrograd với Rat thì có phải lên sách không? Ok, sẽ nhường đồ cho những món khác nha mọi người. Con Kixi này như kiểu dừng với mình quá gà khi không bắt được AD nha mọi người. Miễn sao mình toàn xếp vào mấy cái team chơi khỏi chấm mãi. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa cho mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Oh no, mình làm sao ăn được con này. Chịu. Anh ơi, con rat, con Zuka có ăn được con rat không? Nhưng mà con rat nó đấm Zuka bên em như con luôn. Nó khỏe, nó chả một combo rồi đi. Lindis yếu vai, chẳng đánh được con nào luôn ấy. Ok mọi người.
Ok nha mọi người. Ấn cái trụ hộ cái. Ồ, quá cực, quá cực, quá cực. Ok nha mọi người ơi, bất lực. Vai, đấm con quy len như con luôn mà. Hết cứu. Ok nha mọi người, mình nghĩ là mình nên lên huân chương nha. Cái gì ạ? Cái lòn gì? Để em chỉ mất cái cây. Mày nhớ ao nhây. Ao nhây. Quá anh đợi em tí. Nốt trận anh chưa em phải em bực mình bọn này quá rồi. Alice. Không phải team chơi đần quá anh. Bình thường em ấy mà vẫn support được mà. Anh không biết đánh con đấy à? Thì thôi hỏng sao rồi. Em không biết. Xoay cái gì ngược à? Anh bảo xoay cái gì à? Ủa sao anh lại chơi ngược vậy? Anh sao anh không xoay lại mà chơi? Sao anh ấy chơi cầm ngược luôn? Chịu À. rồi. Em lại Ok nha mọi người, mình sẽ chuẩn bị tô màu xong nha. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nhé. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau. Bye bye, hẹn gặp lại nha mọi người. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho cục cưng. Ok nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ, đây là củ khoai tây nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu. Nha mọi người hãy theo dõi mình nha. Enchanting. Đầu tiên thì mình sẽ lấy màu xanh để tô màu cho củ khoai tây này nha mọi người. Thấy chưa, bọn này nó chơi ngu mà anh, có phải là do em đâu. Mình thế em chơi lẻ một mình nhá, toàn ghép vào mấy cái bọn đần danh không bao giờ lên được luôn. Đây nha mọi người. Cao thủ không bằng thiên thủ.
Ok la nha mọi người, mình không biết xem phim gì bây giờ. Xem phim gì bây giờ ta? Cấm mình xem phim mà. À Lý đã. Còn đây lên full frame mà. Ok nha mọi người. Nó màn hình anh ạ. Tắt cái đi, tắt cái khóa màn hình mà em chơi à? Ok mọi người, mình sẽ tô màu nha. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết như thế này nha. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Vẫn chưa xong cơ anh Đức. Vã. Hết kiểu. Dấu hiệu cưới đúng người. Hai vợ chồng làm ra đồng nào rủ nhau đi ăn hết đồng đó. Đúng mà. Ok nha. Em hết cứu rồi. Bọn này chơi gà mà anh. Ai giàn tiết kiệm này? Chúng nó ra Tết mới được lấy. Vãi. Nhìn cô em làm cá chép này. Đưa nhìn cô em làm xôi cá chép. Khó thế mà cũng nghĩ ra được. Tôi như này nha mọi người.
thua mà, em xác định thua ngay từ đầu. Hết cứu. Anh chơi không? Em cũng không muốn ăn lắm. Hải sản. Ăn hải sản à? Ăn gì đấy ạ? Má ăn tố cáo mấy thằng. Má cái con Kixi này nó là top Kixi mà nó 20 ạ. Kiếm gì vậy? Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Đức không chơi à? Ok nha mọi người. Và đây mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh về củ khoai tây của mình nha. Phố xa đêm đông người bên tình yêu dưới trăng thấp thoáng mà đôi nhân tình. Ăn à, gì đấy ạ? Bánh canh à, ăn bánh canh anh ạ. Ngan bánh canh cu hả? Có bún nè. Hôm bữa rủ đi ăn thì không ăn. Có được ăn chó đâu. Bánh canh. Ăn bánh canh cu. Đây. Anh ăn bánh canh hải sản thường nhá. Hay là em không biết cái chỗ này nó có ngon không. Có hai đánh giá thấp. Hai đánh giá thấp à? Nhưng mà tám đánh giá tốt. Đi anh Đức ơi. Ăn cực. Cho nó ăn cực. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video